Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay là chương trình tháng 11 của Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Biệt Quốc gia Việt Nam và chương trình phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa qua cuộc đời của nhà văn Uyên Thao. Để mở đầu Thanh Trang, kính mời quý vị theo dõi chương trình Cựu Sinh Viên Trường Võ Biệt Quốc gia Việt Nam. Phường kính chào quý khán giả. Chương trình truyền hình của Hội cựu sinh viên sĩ quan và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu hoạt thịnh đốn gồm có tin tức sinh hoạt nội bộ và chủ đề dưới ngọn cờ vàng. Xin mời quý vị theo dõi tin tức. Công tác ngoại vận sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019, cô Đỗ Anh Tú, khóa 1 hậu vệ đã giúp tổ chức một phái đoàn cộng đồng người Việt vào Thượng viện Hoa Kỳ để trình bày nguyện vọng của người Việt tị nạn trước hiểm họa cộng sản cuộc hội thảo dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ John Cornyn, Texas. Cụ sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Lân khóa 17 và cô Đỗ Anh Tú khóa 1 hậu duệ. Đoàn trưởng Thanh Thiên Niên Đa Hiệu đã trình bày nguyện vọng trước các quý vị quan khách Việt Mỹ. Một số các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam và một số các viên chức Việt Nam Cộng Hòa cùng với cơ quan truyền thông. Lễ phủ cờ cố Trung tá Nguyễn Văn Thuận khóa 16. Ngày 27 tháng 10 năm 2019, Hội cựu sinh viên sĩ quan Hoạt Thịnh Đốn đã tổ chức lễ phủ cờ cho cố Trung tá Nguyễn Văn Thuận khóa 16. Thật trang trọng trước sự hiện diện của các thành viên của Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng các thân hào nhân sĩ trong vùng. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18 Tổng hội trưởng đã tham dự lễ an táng 81 chiến sĩ sư đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, California. Nhằm tiến hành tổ chức Đại hội 22, Ban chấp hành Tổng hội Cụ sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam đã đề cử Cụ sinh viên sĩ quan Nguyễn Hàm khóa 25 làm trưởng ban. Đại hội sẽ được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 Tháng 6 năm 2020 tại Nam California. Ban tổ chức mong được đại gia đình võ bị đóng góp ý kiến, yểm trợ tinh thần cùng tài chính. Ngân phiếu xin đề Trần Trí Quốc, memo yểm trợ đại hội 22. Xin gửi thư về cụ sinh viên sĩ quan Phan Văn Lộc, khóa 30, PO Box 5451, El Monte, California 91734. Hôm nay chủ đề dưới ngọn cờ vàng. Chúng tôi xin phổ biến hiến tâm thư của cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, Tổng hội trưởng. Mời chú Võ Nhẫn khóa 20. Kính chào quý khán giả. Vì thời gian dễ hạn, tôi xin đọc những điểm chỉnh trong tâm thư của Niên trưởng Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, Tổng hội trưởng. Kính thưa quý Niên trưởng, quý anh, quý phụ nữ lâm viên cùng quý thanh thiếu niên đa hiệu cách đây hai tháng tôi đã trả lời những tin đồn cho rằng tôi không công tác với nhóm cựu sinh viên sĩ quan đã tự ý tách rời khỏi tổng hội họ đã nêu ra bốn lần kêu gọi bắt tay và cho rằng tôi đã từ chối giờ đây thay vì thông báo nội bộ võ bị họ lập lại những lời đó qua các diễn đàn công cộng bất kể bao nhiêu lần kêu gọi mà không có thành tâm thiện chí thì chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là gây tiếng văn và tạo dư luận mà thôi. Tôi đã trình bày sự thật và ý nghĩ của họ trong tâm thư về việc bắt tay đoàn kết. Qua bốn lần, họ cho là thiện chí. Thực ra lần nào cũng có ý ý, buộc tôi phải công nhận họ là một tổng hội. Trong lúc nội quy đã xác định, tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam là một tập thể thuận nhất, bất khả phân. Ai đã dẫn đến nhóm tách rời khỏi tổng hội, rồi cũng chính họ kêu gọi đoàn kết đòi hỏi hợp nhất với tổng hội. Chúng ta đều biết. Nguyên nhân sâu xa của điều đảng buồn này bắt nguồn từ năm 2012. Ở Hoa Thịnh Đốn, Đại hội quyết định viết cuốn Lịch sự trường võ bị quốc gia Việt Nam. Ban chấp hành tổng hội có nhiệm vụ sưu tầm tài liệu, soạn thảo và phát hành. Trong tiến trình thực hiện, người thì góp ý cần thêm tài liệu cho cuốn sách được đầy đủ. Kẻ thì cho rằng quyển sách đã có hay, sự mâu thuẫn bắt đầu. Tôi không đổ lỗi hay kết án ai. Người đúng kẻ sai tùy theo quan niệm của từng cá nhân. Nhưng sự mất mát lớn lao nhất của chúng ta là lòng tin, danh dự, truyền thống và tình từ vợ bị đại sỏi bị sỏi mòn. Tôi không nhắc lại những sai lầm trong quá khứ vì chúng ta không ai tránh được những sai lầm. Chúng ta không thay đổi được những việc đã qua. Vậy cổ bảo một cái không thay đổi được để oán trách dừng hợp nhau thì chỉ tạo nên hổ sâu cho sự ngăn cách khi mà tuổi đời của chúng ta không còn được bao lâu. Tôi đã giữ im lặng hơn một năm qua vì anh em thầm lặng đã chọn tôi đại diện cho họ. Giữ im lặng để tránh độ vỡ thêm, im lặng để cân nóng dần lắng dịu đi rồi anh em ngồi lại bên nhau. Im lặng để không làm tổn thương anh em mình và đã có thời gian nhìn lại chính mình để biết giá trị của yêu thương và tha thứ. Tôi đã viết, tôi chỉ là người giúp việc, tôi luôn luôn giữ cương vị đó. Tùng hội trưởng không chỉ huy và lãnh đạo ai Vì thứ nhất Tùng hội không phải là một đơn vị quân đội Không có lính Mà chỉ có anh em Chúng ta đến với nhau vì tình đồng môn Bình đẳng, việc tôn trọng lẫn nhau Kính trên nhường dưới Theo truyền thống của võ bị Tùng hội trưởng chỉ là cái gạch nổi Để anh em liên lạc với nhau giữa các khóa hội Mỗi chúng ta đều có một cuộc sống riêng tư nếu không vì tình từ võ bì vật lý tưởng quốc gia dân tộc để chúng ta từ nguyện đến với nhau thì cũng chẳng có gì ràng buộc được nhau. Thứ hai, công việc của Tổng hội chỉ có mang tính cách hỗ trợ trong mọi sinh hoạt của tập thể cũng như cộng đồng là gạch nổi giữ được sự liên lạc, thông tin, tham hội giữa các hội võ bề. Thứ ba, tất cả chúng ta đều thành viên của Tổng hội, tôi chỉ là người đại diện cho tập thể. Khi tôi nhận lãnh trách nhiệm, công việc vẫn tiến hành nhịp nhàng, quý cây mùa xuân được các khóa hội yểm trợ và phân phối đồng đều. Đại nhạc hội cảm ơn anh thương binh cũng đã được các khóa hội tích cực yểm trợ. Tập sang đa hiểu phát hành đúng hàng. Tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu vẫn sinh hoạt hài hòa vui vẻ, đoàn kết và đã thành công trong việc cấp học bổng cho cả khẩu duệ ở Việt Nam. Chúng ta đều là thành viên của tổng hội và có thể nêu ý kiến lên hội đồng tư vấn và giám sát để cổ vững cho người điều hành tổng hội. Riêng tôi, với tư cách là người đại diện, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ sự thống nhất bất khả phân của tổng hội. Tập thể không cho phép tôi tự ý chạy theo các dư luận viên không sinh hoạt với tổng hội. Đòi hội tôi phải bắt tay với nhóm này, tổ chức nọ không thống thuộc tổng hội. Trong tinh thần xây dựng và bảo vệ danh dự truyền thống của trường võ bị quốc gia Việt Nam, tôi xin trân trọng kính mời quý niên Trường, quý đồng môn còn tự nhận mình là võ bị hãy hợp tác tham dự đại hội 22. Chúng ta đều bình đẳng, không phân biệt khóa, địa phương. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Đại hội 22 tiếp nối hâm một đại hội đã qua và rất quan trọng đối với cựu sinh viên sĩ quan và gia đình. Đây là cơ hội để chúng ta tỏ rõ thái độ và giải quyết những mâu thuẫn cùng đón nhận những tiếng nói hằng quan tâm đến danh dự và tương lai của tổng hội. Tất cả chúng ta đều có bộ phận trách nhiệm bảo vệ sự thuận nhất của Tổng hội. Ai cũng có quyền ứng cử, bầu cử để lựa chọn người đại diện xứng đáng, người được anh em bầu chọn sẽ không phải đối diện với một nhóm người nào khác ngoài một Tổng hội thuận nhất bất khả phân của tập thể cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Được như vậy là do chính trị quyết định của mỗi một thành viên chứ không cho bất cứ một người nào khác tổng hội luôn luôn mong mỏi và hân hoan đón chào mọi cựu sinh viên sĩ quan gia đình cùng quỹ thanh thiếu niên đau hiểu về tham dự đại hội tôi rất vui khi ban tổ chức đã được thành lập với những anh em đầy khả năng và thiện chí tôi xin chân thành cảm ơn anh hội trưởng quỹ hội nam ca quỹ thành viên của ban tổ chức và mọi ý kiến xây dựng tôi xin nghiêm trận thi hành những quyết định của hôm mấy 11 đại hội đã qua và nội quy của tổng hội xin trân trọng kính chào cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Thiệt khóa 18, tổng hội trưởng. Bích Phượng xin trân trọng kính chào quý khán giả và đại gia đình võ bị. Kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật vui và đậm ấm. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. kính thưa quý vị chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo